Xin lỗi tôi ăn cái thịt nào rồi. Hay là cho cậu mày làm đó này mày quay nè. Vô. Nè. Xi có hai con kẹo. Mang nữa. Đi về anh ăn mình cho mình làm toán. Làm toán đi. Làm toán đi con. Rồi vô. Xi có hai con kẹo. Mẹ cho Xi thêm ba con kẹo nữa. Toán con kẹo. Vậy là con đang làm toán gì đó? Rồi. Rồi bây giờ cha thấy con mang quá cho con thêm ba con kẹo nữa. Đúng rồi. Sushi thèm kẹo quá, Sushi ăn hết một con kẹo. Vậy là mấy con kẹo? Bảy con kẹo. Rồi, dì mèo thấy con mang quá, dì mèo cho con thêm ba con kẹo nữa. Mười con kẹo. Ok. Xong bà nội thấy con giỏi, học toán giỏi quá, bà nội cho con thêm ba con kẹo nữa. Ba con kẹo. Yes. Con thèm mà con thấy anh Hiếu không có kẹo, con cho anh Hiếu hai cục. Đúng rồi. Rồi bà nội cho con, ông nội cho con thêm 5 cục kẹo nữa. Thôi 4 cục kẹo đi, 4 cục kẹo nữa. Cho thêm 4 cục kẹo nữa. 4 cục kẹo mà, 4 cục kẹo mà. Ông nội cho con 4 cục kẹo nữa. Hai cho con thêm 2 kẹo nữa. Thì là con bao nhiêu kẹo? 20 kẹo. Rồi.